Xin chào quý vị và các bạn. Ngày mới lại đến. Chúc quý vị và các bạn có thêm sức sống mới và thành công mới. Hôm nay, gửi đến quý vị và các bạn những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, ba lần hối hận. Ông chú là một người rất là cố chấp, luôn luôn cho mình là đúng, thích làm ngược lại người khác. Trước đây, ông làm ruộng ở quê, lúa thì trồng trên sườn núi khô ráo, hoa màu thì trồng dưới chân núi vừa ẩm vừa thấp. Bạn của ông phản đối: lúa thích ẩm ướt nên trồng dưới chân núi, hoa màu thì chịu khô cạn nên trồng trên sườn núi mới đúng. Anh làm ngược lại là trái với tập tính sinh trưởng của chúng rồi, sẽ không có thu được kết quả tốt đâu. Ông chú không nghe lời của bạn. Kết quả trồng 10 năm, nhưng cả nhà ngay cả cơm cũng không được no ấm. Lúc này, ông mới chú ý đến cách trồng của bạn ra sao. Phát hiện, bạn trồng lúa chỗ ẩm ướt, hoa màu trồng ở trên cạn. Quả nhiên là bội thu. Vì vậy, ông chú xin lỗi bạn. Trước đây tôi sai lầm. Nếu sớm nghe lời anh thì tốt rồi. Sau này, ông chú đi làm ăn ở nơi khác. Ông thầm nghĩ: trước đây bị thất bại là do không làm giống người ta. Bây giờ người ta làm thế nào thì mình làm thế đó là được rồi. Vì vậy, thấy người ta tranh mua cái gì, ông cũng đi mua cái đó. Thấy người ta bán cái gì, ông cũng bán theo. Bạn bè khuyên rằng: anh luôn hùa theo sao của người khác là không được đâu. Như thế mặt hàng của anh sẽ chậm hơn so với người khác. Đợi anh mà nhập hàng về thì loại hàng đó đã xuất hiện đầy trên thị trường rồi, thì làm sao bán được chứ. Người biết cách làm ăn phải nhập những hàng hóa mà người khác không có. Như thế cơ hội sẽ đến, mới kiếm được khoản tiền lớn anh à. Ông chú không nghe. Qua 10 năm nữa, ông lại khốn khó đến nỗi ngay cả vốn liếng làm ăn cũng không còn. Lúc này, ông nhớ lại lời nói của người bạn 10 năm về trước, lại đi xin lỗi bạn. Anh nói thật là có lý, tôi thật là hối hận rồi, vì trước đây không nghe lời của anh. Sau này, ông chú và một người bạn đi thuyền ra biển đánh cá. Đi đến gần vùng nước xoáy, người bạn gọi anh ta và cản lại: không được tiến về phía trước nữa đó. Phía trước là vùng nước xoáy, đi vào là không ra được đâu. Ông chú cho rằng phía trước có rất nhiều cá nên không nghe lời người bạn. Tiếp tục đi về phía trước, kết quả là thuyền của ông bị cuốn vào vùng nước xoáy. May mà có một con cá to vùng vẫy tạo ra những đợt sóng lớn, nhờ vậy thuyền của ông mới thoát nạn. Khi ông hối hận thì tóc đã bạc, thân thể gầy còm như một cây nến.
ông lại đi tìm người bạn cũ, dùng tay chỉ lên trời và nói: "Trước đây tôi quá là bảo thủ, nay xin trời cao làm chứng, từ giờ trở đi tôi sẽ thay đổi." Người bạn cười và nói: "Anh đã già rồi, tuổi thanh xuân đã qua, hối cải có tác dụng gì nữa đâu chứ." Câu chuyện thứ hai: triết lý của bong bóng bay. Một hôm, vài đứa trẻ da trắng đang chơi trong công viên. Bỗng có một ông già bán bong bóng bay đẩy xe vào. Những đứa trẻ da trắng chạy ùa ra như ông vỡ tổ. Mỗi đứa mua một cái, vui mừng đuổi theo quả bóng đang bay trong gió. Ở một góc của công viên, có một đứa trẻ da đen đang ngồi một mình. Nó không dám đến chơi với những đứa trẻ kia vì tự ti. Sau khi bóng dáng những đứa trẻ da trắng biến mất, nó mới đến bên xe hàng của ông lão, tha thiết hỏi: "Ông có thể bán cho cháu một quả bong bóng không?" Ông lão với ánh mắt hiền từ nhìn nó, ôn tồn và nói: "Đương nhiên là được rồi. Cháu muốn quả màu gì?" Đứa bé đã lấy lại dũng khí trả lời: "Cháu muốn cái màu đen." Đứa trẻ da đen vui vẻ cầm quả bóng bay, buông tay ra. Quả bóng màu đen từ từ bay lên theo gió, nổi bật trên bầu trời xanh mây trắng, tạo nên bức tranh khác thường. Ông lão vừa chớp mắt nhìn quả bóng bay, vừa dùng tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ da đen và nói: "Nhớ nha, bong bóng có bay lên được hay không, không phải do màu sắc, hình dáng của nó, mà là do bên trong bong bóng có chứa khí hydro. Thành bại của một người không phải ở chủng tộc, xuất thân của họ, mà quan trọng là có tự tin hay không." Đứa trẻ da đen đó sau này trở thành tiến sĩ, bác sĩ tâm lý nổi tiếng của nước Mỹ. Câu chuyện thứ ba: hãy tin vào bản thân. Nhà triết học Hy Lạp cổ có một câu nói rất là nổi tiếng, đến nỗi từ già tới trẻ ai ai cũng biết. Hãy tin vào bản thân. Nhưng câu này được bắt nguồn từ đâu? Câu chuyện như sau. Vào những năm cuối đời, người thầy biết thời gian còn lại của mình không còn nhiều, nên nghĩ ra cách thử tài của học trò mình mỗi ngày. Một hôm, ông cho gọi học trò đến bên giường và nói: "Nến của ta sắp cháy hết rồi, con hãy lấy một cây nến khác gắn vào đó đi." "Con đã hiểu ý ta chưa?" "Dạ rõ," người học trò nói. "Trí tuệ, uyên bác của thầy sẽ được truyền bá về sau." "Nhưng," người thầy chậm chậm nói, "ta muốn tìm một người kế thừa thông minh nhất. Người đó không chỉ có trí tuệ xuất chúng, mà còn phải tràn đầy lòng tin và dũng khí phi phàm nữa. Có điều, đến giờ ta vẫn chưa tìm được người này. Con tìm giúp ta một người như thế nha." "Dạ vâng, thưa thầy,"
Người học trò nói: "Con nhất định dốc hết sức lực của mình để đi tìm." "Không phụ lòng tin và sự giải bảo của thầy." Người thầy mỉm cười, không nói gì. Người học trò chân thành và siêng năng đó không ngại khó khăn gian khổ đi khắp nơi để tìm kiếm. Nhưng những người anh tìm về đều bị ông thầy khéo léo từ chối. Một lần, khi người học trò vừa vai về sau một chuyến đi dài, anh tiến đến trước giường bệnh của người thầy. Ông thầy đang trong giai đoạn nguy kịch. Vừa nhìn thấy người học trò mình bước vào, liền nắm lấy tay bảo ngồi xuống, rồi vỗ nhẹ vai người học trò. "Những tháng ngày qua thật là vất vả cho con, nhưng những người con tìm về đều không có bằng con. Con nhất định sẽ nỗ lực tìm và tìm kiếm người hơn con." Người học trò tha thiết nói: "Con sẽ đi tìm từ khắp các thành phố đến thôn quê. Dù phải đi khắp thế gian, con cũng sẽ tìm được người ưu tú nhất, đưa về đây tiến cử cho thầy." Người thầy cười không nói gì. Nửa năm sau, người thầy đã kiệt sức, đang cận kề với cái chết mà người ưu tú nhất vẫn chưa tìm thấy. Người học trò vô cùng xấu hổ, nước mắt rơi lã chả, ngồi bên cạnh giường bệnh và tự trách: "Con thật không phải với thầy. Con đã làm thầy thất vọng." "Ta là người thất vọng, nhưng con hãy xin lỗi chính bản thân con." Người thầy nói đến đây, thất vọng, nhắm nghiền đôi mắt, dừng lại hồi lâu và thương xót nói: "Vốn dĩ người ưu tú nhất là con, chỉ là con không có lòng tự tin mà không dám đề cử mình, làm bản thân đánh mất đi một cơ hội quý báu." Nói chưa dứt câu, nhà triết học vĩ đại đã vĩnh viễn từ bỏ thế giới ra đi mãi mãi. Kỳ thực, mỗi một người đều là người ưu tú nhất. Quan trọng là bạn phải tự tin vào bản thân. Hãy tự đề cử và trọng dụng chính bản thân mình. Những câu chuyện triết lý cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Chúc quý vị và các bạn luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.